Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp claim 150 tốc cần có ký hiệu là Soki đến từ ví Soki Wallet nha các bạn. Thì hiện tại con tốc cần Soki này nó trong chương trình bán hàng free sale. Nó sẽ list trên sàn 15 ngày nữa sẽ list sàn Binance Swap với một tốc cần Soki là 0.15 USDT các bạn. Thì dáng này đến từ dí Soki Wallet mình thấy khá là ngon đó, giờ ổn đó các bạn. Các bạn có thể mua free sale đó các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở địa chỉ dí Soki Wallet của mình ra đây các bạn. Con này được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain các bạn. Các bạn cho một đáp nè, các bạn dán nhau các bạn. Nếu mà nó mà click lên sàn Binance Swap với giá 0.15 đô thì các bạn 150 tốc cần này có khoảng được 30 đô các bạn. Ủa, 100 tốc cần thì được 15 đô, khoảng hai mấy đô các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba cạnh cùng nè. Không cần đâu bạn. Các bạn xuống đây các bạn bấm claim my drop bạn. Thì các bạn có thể mua VCL là min tối thiểu là 0.02 BNB và max là 20 BNB nha các bạn. Thì bạn nào mua thì bạn bấm vào buy, còn mình claim my drop free thì bạn bấm vào claim. Các bạn sẽ tốn phí gas, chút phí gas nha các bạn. Bấm claim my drop nè, kết nối nè. Các bạn sẽ tốn là 0.00056 BDB hoặc 0.17 USDT nha các bạn. Không bấm chấp thuận nữa. Rồi các bạn chờ nó xác nhận và blockchain chút xíu nha các bạn. Rồi, sau khi nó xác nhận xong thì đây là con chắc của nó đã bằng, thì bạn copy con chắc nó nằm chỗ này nha các bạn. Ở dưới nè. Name tên em là Soki Wallet. Ký hiệu nè. Các bạn mở địa chỉ chút led mình ra nha các bạn. Bạn dán vào nè. Nếu không có các bạn bấm vào tự động thêm được các đồng tiền mã hóa, địa chỉ hợp đồng nó là các bạn copy dán vào nè các bạn. Rồi tên thì các bạn copy qua đây các bạn sang qua thôi các bạn. Tên em là Soki Wallet nè, các bạn copy nè. Ký hiệu là Soki nè các bạn. Các bạn qua chữ Wallet nha các bạn. Số thập phân là 18 đó các bạn. Rồi đúng rồi. Rồi bạn bấm làm xong nha các bạn. Rồi các bạn trở ra. Các bạn sẽ nhận được 150 tốc cần Soki nha các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn claim 150 tốc cần Soki đến đây mới kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.